chúng ta tiếp tục thi vòng trường khối 6. Nít tiếp theo các em nha. Các em chuẩn bị máy tính vào túi ha. Những bài nào mà giải ở những nít trước rồi thì bây giờ thầy không có giải nữa nghe. Nhập mã thi. Bài thi đầu tiên. Không biết có câu nào lạ so với hai nít trước không kia nhỉ? Con rắn. Tổng 3 số chẵn liên tiếp. Cái bài này mình làm ở nít trước rồi kem nha. Hình như là 18 hay sao. Thử lại thử coi. Làm ở nít trước nhưng mà thầy không nhớ ha. 14 cộng 16 cộng 18 đúng bằng 48 luôn. Cái này các em dùng kỹ thuật thầy dạy trong khóa học B61 rồi các em tìm thôi. Máy tính đâu rồi? Hoặc là biến đổi bằng tay cũng được. 115 chia 5 rồi lại trừ cho 35. Đáp án là -12 các em. -12 này cộng 35 này nhân cho 5 này đúng luôn. Con chó. Một lớp học có 45 học sinh. Trong một bài kiểm tra, tất cả các học sinh đều được 8 hoặc 9. Tổng số điểm của cả lớp là 379. Khi đó số học sinh đạt điểm 8 là. Bài này thì cũng đơn giản thôi kìa. Các em sẽ lập công thức và dùng chức năng tìm ích ở trong khóa học V61 của thầy để giải. Bây giờ thầy gọi số học sinh được điểm 8 nè là ít em ha. Số học sinh 8 điểm là x thì số học sinh 9 điểm sẽ là y. À xin lỗi, sẽ là 45 trừ đi x. Đúng không? Như vậy tổng số điểm của những em 8 điểm đó là 8 nhân x kem nhé. Còn tổng số điểm của những em 9 điểm sẽ là 45 trừ x. Rồi đem nhân cho 9. Rồi mình cộng lại thôi. Mình cộng hai cái này lại thì nó bằng 379 không? Rồi kem dùng chức năng tìm x mà thầy đã dạy trong khóa học V81. Các em sẽ làm ra rất nhanh. 8 nhân x cộng 9 nhân 45 chữ x bằng 379. Vậy là 26 em nha. Tôi đã suy ra x bằng 26 em. 26 em đạt điểm 8. Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 5, 15. Mình làm ở bài trước rồi. Hình như là 159. 1 cộng 5 cộng 9 là đúng bằng 15 luôn, nhỏ nhất. Đúng không? Không còn số nào nhỏ hơn đâu. Số các phân số lớn hơn 8 phần 15, nhỏ hơn 17 phần 15. Vậy là bắt đầu từ 9 phần 15, 10 phần 15 cho tới 10, 16, 9, 10 cho tới 10, 16, các em đếm đi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8. 8 phân số. Hoặc lấy cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1. 16 trừ 9 là 7 cộng 1 là thành 8 ha. Con rồng. Vẽ hình. Trên tia OX OA bằng 2, OB bằng 7, giải AB bằng 5. Và trên tia BA lấy C sẽ cho BC bằng 3, giải AC bằng 2. Cái này làm 2 nít trước rồi. Gà. Cái này nếu bí các em thử luôn. Các em lấy thử luôn. Lấy thử lên này. Mình như chỉ có cách đó thôi, cách nào nữa đâu. 2A
cộng 3B dùng chức năng tính mà thầy dạy ở trong khóa học V số 1, em sẽ tính nhanh hơn. 2A cộng 3B cộng 6C, rồi mình nhập A bằng 3 thử coi, B bằng 5, C bằng 7 bằng 63, không được. A bằng 3, B bằng 2, C bằng 11 thử coi. A bằng 3 nè, B bằng 2 nè, C bằng 11 nè. À đây đáp án này kìa. Con heo. Số các cặp số tự nhiên thỏa mãn cái đó. Nếu x giờ y là các số tự nhiên á thì x trừ y nó phải bé hơn x cộng y. Các em đồng ý với thầy không? Chắc chắn luôn. Thì nó bằng 2014. Rồi giờ các em dùng chức năng phân tích thừa số nguyên tố mà thầy đã dạy ở V số 1, các em phân tích số 2014 ra. Thì các em thấy 2014 là nó bằng 2 x 19 x 53. 2 x 19 nhân cho 53 nè. Đó. Như vậy giờ mình sẽ thấy là ở dưới đây là mình sẽ tách ra thành tích của hai số thôi. Số nhỏ là x trừ y. Còn x cộng y là số lớn. 2014 em tách thành tích của hai số, một nhỏ một lớn. Nhỏ là của hiệu, lớn là của tổng nha. Vậy đầu tiên thầy có thể tách thành 1 nhân 2014 này nè. Sau đó thầy tách thành 2 nhân cho 19 nhân 53 thì nhân lại là bằng 1007 nè. Không. Rồi tiếp theo là thầy tách thành 19. 19 thì 2 nhân 53 là 106. Rồi 50, 2 nhân 19 là bằng 38. 38 nhân cho 53. Còn tình huống nào nữa không? Nhỏ nhân lớn. 53 nhân 18 thì không được rồi. 2 nhân 53 nhân 19 thì không được rồi. 1 nhân 2014 được nè. 2 nhân 2107 được nè. 19 nhân cho 106 được nè. 53 nhân 18 thì không được. 53 nhân 38 được. Dạ, 38 nhân 53. Hình như hết rồi các em. Hình như hết rồi đó. Rồi giờ mình coi tình huống này thì sao. Tổng hai số là 2014, hiệu hai số là 1. Như vậy là mình sẽ suy ra là tính x giờ y luôn. Tìm hai số biết tổng và hiệu á. Có hợp lý không? Rồi x sẽ bằng 2014 cộng hiệu, hiệu là cộng 1, chia đôi là ra lẻ rồi kìa. X ra lẻ. Như vậy trường hợp này x lẻ ta bỏ đi. X phải là số tự nhiên mà. Còn trường hợp này thì sao? Tìm x sẽ là bằng 1007 cộng 2 chia đôi là cũng lẻ luôn. X lẻ bỏ. X nó là phải 5 á. X tức là x không thuộc em. X không thuộc n. Tương tự trường hợp này là x là số lớn, lấy một tổng cộng hiệu chia đôi thì nó cũng ra không thuộc n. Bỏ luôn ha. Tình huống dưới thì sao? Mình lấy là 106 cộng 19 chia đôi cũng không thuộc luôn các em. X không thuộc, x cũng không thuộc n. Tình huống này thì x là số lớn thì mình lấy 53 cộng 38 chia đôi cũng không thuộc n các em. Không thuộc n. Vậy là không à, không có rồi. Như vậy là không có cặp nào hết các em. À, cặp nào nó cũng ra ít là số không phải số tự nhiên mà ra số phẩy năm hết. À, không. Con khỉ. Số nguyên tố nhỏ nhất mình lấy 2 thử coi. 2 không được. 2 bình. Số 2 là không được. Không được các em. Rồi số 2 là không được.
Bởi vì 2 bình cộng 44 là ra 48. Thử số 3 kia. 3 bình cộng 44 là ra 53. Vậy số 3 kia. Số 3 thì được. 53 là số nguyên tố. Con dê. Số nào chia hết cho cả 9 và 15? 450 thôi. Bài thi số 2. Cái này kem bấm máy cho nó nhanh kem. 5 mũ 4 trừ 5 mũ 3 trừ 5 mũ 2 475. Câu hỏi 2. Cái này bấm máy luôn. 25 trừ 2 nhân cho 25 là bằng âm 25, chịu tuyệt đối ra 25 ha. Tổng của các số nguyên tố nhỏ hơn 12 cộng 3 cộng 5 cộng 7 là 17 ha. Đây. Câu hỏi 4, ước chung lớn nhất thì bằng 1, bởi vì 13 là số nguyên tố rồi, 29 cũng vậy. Giá trị nhỏ nhất thì bằng âm 25. Cái này kem coi lại khóa học V62 ha. Câu 6. Cái này 13 cộng 45. Lấy tử cộng tử giữ mẫu. Nó ra 30. 13 cộng 85 được bao nhiêu chia cho 14 là 7 ra 7. Câu hỏi số 7, số đối của 3 mũ 3 là 27, đó là số đối của 27 là bằng âm 27 ha. Câu 8 là bằng âm 32. Câu 9, giá trị nhỏ nhất của cái trị tuyệt đối này sẽ bằng 0 nè. Lúc đó cái này thấp nhất là 0 thì cộng với bên cạnh là ra 500 ha. C nhỏ nhất là bằng 500. Bài thi số 3, đừng để điểm rơi. Hy vọng gặp những câu khó. Tổng hai số nguyên dương làm số nguyên dương, quá đúng. Tổng hai số nguyên trái dấu là một số âm, sai. Ví dụ âm 8 cộng cho 10 là hai số trái dấu cộng nhau là ra 2, đâu có âm đâu ha. Khẳng định nào sai? Đây các em, giá trị đối của trừ 3 là 3. Vậy câu này sẽ thành là số đối của 3 là 3 là sai nặng luôn. Số đối của 3 là trừ 3 mới đúng ha. Cái này các em giải bằng tay cũng được. 27 chia 3 rồi cộng cho 5 là bằng 14. 14 trừ 5 là được 9. 93, 27 ha. Cái này bấm luôn. Âm 56 trừ cho 72. Âm 28. Âm 128, xin lỗi. Bốn trăm năm mươi cây ăn quả chia làm 5 phần, lấy 2 phần là cam. 450 chia 5 phần là được 90 nhân cho 2. Như vậy cam á là 108. Còn 50% là hồng sim. 50% tức là 1/2 đó. 450 chia đôi đi là được 225 là hồng. Còn lại bưởi, vậy các em lấy 450 trừ cho 108 trừ cho 225 nữa là ra 45 cây bưởi nha. Cái này chia hết cho 30. Cái này ở nít trước thầy giảng kỹ rồi ha. M nhiêu kệ, N nhiêu kệ, miễn là số tự nhiên thì cái này chia hết cho 30 là chắc chắn đúng. Còn mấy cái này đều có khả năng sai hết. Hai tia đối nhau cái vẽ hình thôi. OX, OX phải. Một bên lấy 3, một bên lấy 5 thì cộng lại ra 8 ha. Vẽ hình xong thấy ok liền à. XY là hai số nguyên mà hiệu nó chia hết cho 5.
thì khẳng định nào sau đây là không đúng? Bây giờ thầy chứng minh bằng biến đổi toán học cho các em luôn. 6x trừ y, ta thử cái này trước ha. 6x trừ y là thầy tách ra là thành 6 lần x, tức là thầy tách là 5 lần x cộng cho 1 lần x rồi trừ y. Thì các em thấy là x trừ y là đề cho chia hết cho 5 rồi. Thì 5x cũng chia hết cho 5, bởi vì 5x là bằng 5 nhân x mà. Vậy cái này sẽ chia hết cho 5. Là đúng. Cái này cũng vậy, x cộng 6y các em tách ra là thành, à xin lỗi, x cộng 4y trước đi. X cộng 4 lần y, tức là thành x cộng cho 5 lần y rồi trừ đi 1 lần y. Rồi dùng tính chất giao hoán của tổng đại số, các em đổi 5y ra đằng sau. Thì các em thấy là x trừ y là đề cho chia hết cho 5, 5 nhân y cũng chia hết cho 5, như vậy cái tổng này sẽ chia hết cho 5. Vậy cái này cũng đúng, cái này cũng đúng ha. Thử 3x trừ 8y coi. 3x trừ 8y này là thầy tách ra thành 3x trừ cho 3 lần y rồi trừ tiếp cho 5 lần y. Rồi các em chú ý tiếp, 3 lần x trừ 3 lần y thì thầy dùng tính chất phân phối, thầy lấy 3 ra dùng chung, ở trong sẽ còn x trừ y rồi trừ cho 5 lần y. 3 nhân x trừ y là sẽ chia hết cho 5, bởi vì x trừ y là chia hết cho 5 mà. Rồi 5 nhân y là cũng là chia hết cho 5. Như vậy cái hiệu này sẽ chia hết cho 5. Như vậy là cả 3 cái này đều đúng ha. Thì còn cái này sai thôi. Số hạng thứ 1000 của dãy. À, đây là bài toán có quy luật. Thầy đã dạy trong khóa học V62 rồi ha. 1 nè, 4 nè, 7 nè, 10 nè. Rồi 13 nè. Trong khóa học V62 thầy nói rất kỹ về bài này. Em là tham gia khóa học V72 rồi thì các em sẽ thấy là, à xin lỗi, V62 rồi, các em sẽ thấy bài này cực dễ ha. Bài số hạng thứ 3, số hạng thứ 4, số hạng thứ 5, vân vân vân. Giờ mình tìm quy luật. Số hạng thứ 2 á là 4 ấy, thì nó bằng số hạng đầu. Số hạng thứ 2 là 4 nè, là nó bằng số hạng đầu tiên là 1 cộng cho 3. Số hạng thứ 3, số hạng thứ 3 đó, đây số hạng thứ 2 ha. Số hạng thứ 3 là số hạng 7 đó, à, là 7 đó, là nó sẽ bằng số hạng đầu 1 cộng cho, ủa hình như nó cách đều mà, 1, 4, 7, 10, 13 cách đều mà, trời ơi, đúng không? Như vậy là cũng dễ thôi, nó cách 3 thôi các em. Số hạng thứ nhì á thì bằng 1 cộng cho khoảng cách 3 nhân 1. Còn số hạng thứ 3 là 7 đó, là bằng 1 cộng cho 3 và nhân cho 2 lần. Số hạng thứ 4 á, là các em để ý số hạng thứ 4 tính là số nào? Tính là số 10 á, thì nó bằng 1 cộng cho khoảng cách 3 nhân cho 3 lần, đúng không? 3 x 3 là 9 cộng 1 là 10. Số hạng thứ 5 là số hạng 13 đó, thì nó lại bằng số hạng đầu tiên là 1 cộng cho 3 nhân 4 lần. Đó, thấy quy luật rồi đó. Cứ như vậy thôi. Vậy số hạng thứ 1000 thì nó sẽ bằng, nó bằng gì? Nó bằng gì mình chưa biết ha. Thầy gọi là dấu hỏi đi. Thì nó sẽ bằng 1 cộng cho 3 nhân cho bao nhiêu? 2 thì đây 1, 3 thì đây 2, 4 thì đây 3, 5 thì đây 4. Vậy đây 1000 thì đây là 999. Như vậy nó sẽ bằng 1 cộng 3 nhân 999 là bằng 2998. Hiểu nổi không? Vậy ha. Câu đó cũng khá hay đó. Rồi, một cửa hàng có 6 bao gạo. Buổi sáng bán được 5 bao. Biết khối lượng gạo bán buổi sáng. 1
cửa hàng gạo có 6 bao gạo. Cửa hàng đó bán được 5 bao. Biết khối lượng gạo bán buổi sáng gấp 4 lần buổi chiều. Bà này có vẻ rối rối hả? Yên tâm đi ha. Đọc lại đề. Đây cũng là một bài khá hay các em nha. Bây giờ các em cộng 5 bao gạo lại luôn. 73 cộng 88 cộng 97 cộng 102 cộng cho 106. 63 chứ nhỉ. 106 cộng 115 có ra bao nhiêu? 73 cộng 88 cộng 97 cộng 102 cộng 106 cộng 115. 581. Đó, 581 ký ha. Cửa hàng đó bán được 5 bao. Buổi sáng bán gấp 4 lần buổi chiều. Như vậy là coi như là bán 5 phần á. Vậy tổng số hàng, tổng số hàng bán á, tổng số hàng đã bán là phải chia hết cho 5. Đúng không? Nhưng mà 581 á lại đâu có chia hết cho 5 đâu. 581 chia 5 lại dư 1. Dư 1. Đúng không? Như vậy giờ là cái bao hàng còn lại á là chia 5 cũng phải dư 1. Chia 5 phải dư 1. Có đúng không ta? Để suy nghĩ lại coi. Đúng rồi các em. Cộng 6 bao lại. Cộng 6 bao lại chia 5 dư 1. Mà tổng số bao đã bán là 5 bao là có thể chia hết cho 5. Thì buổi sáng gấp 4 lần buổi chiều mà. Vậy là 5 phần đó, cả ngày là bán 5 phần đó là phải chia cho 5, đúng không? Như vậy cái bao còn thừa là chia cho 5 cũng phải dư 1. Thì các em thấy trong những cái bao 73, 88, 97, 102, 106, 115 thì chỉ có bao 106 là chia 5 dư 1 thôi. Như vậy đó chính là kết quả ha. Còn lại đó chính là kết quả còn lại. Rồi tạm biệt các em. Hẹn gặp lại ở vòng thi tiếp theo ha.